Là mình công tác ở Bình Dương lâu chưa chị? Rồi hôm nay em thấy chị hôm nay rất là cảm xúc, chị có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình. Cái hôm mình nghe tin bác mất đó thì cái cảm xúc của mình thế nào? Thì đau, nó giống như nó mất đi từng từng miếng thịt, giống như ai cắt đi từng miếng thịt thế, nó rất là đau. Đau như người cha của mình. Rồi chị có ấn tượng gì về bác không ạ? Về ấn tượng thì người dân Việt Nam ai ai không có ấn tượng về bác cứ đến mà ai cũng đau lòng như nhau, thì bác mất đi một người giống như một người cha, một người lãnh tụ, một người cha mất đi nó rất là xót. Chị còn nhớ cái câu nói nào của bác không chị? Có rất nhiều câu nói, nhưng mà chị vẫn tâm đắc là làm người sống có một lần thôi. Đừng có quay nữa em, chị không muốn quay nữa. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc, trong mai sau thua là mong ước của bác Hồ. Đêm ngày hàng mong là công sức ta sẽ nên đất trời tổ quốc.